Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Tam Nguyên. Bây giờ thì đang bước vào những ngày cuối của năm 2020 và chắc hẳn là vào mỗi dịp cuối năm như thế này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những hoạt động, vừa là để kết thúc công việc của một năm này, vừa là để giao lưu gặp gỡ thêm nhiều những mối quan hệ mà chúng ta đã không có nhiều thời gian dành trong năm cũ. Và cũng vừa với thời điểm cuối năm này thì là thời điểm mà rất là nhiều người quan tâm đến một vấn đề, đó là thời cúng tổ tiên, là thời điểm thích hợp để cho chúng ta tưởng nhớ tới ông bà cha mẹ hay là những vị thần linh đã luôn luôn dõi theo và phù hộ cho chúng ta trong cuộc sống. Và liên quan đến vấn đề thời cúng tổ tiên thì vấn đề cát táng, cải táng liên quan đến mổ mã được rất là nhiều quý vị và các bạn quan tâm. Vậy thì chúng ta cần làm những cái bước như thế nào hay là những lưu ý gì để mà cái công việc liên quan đến cải tạo mộ phần được diễn ra một cách thuận lợi cũng như là hoàn hảo nhất? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cũng như là tìm kiếm những câu hỏi thắc mắc liên quan đến chủ đề này. Và rất là chào mừng sự xuất hiện của chuyên gia phong thủy Đức Trung sẽ là người đồng hành với chúng ta trong chủ đề ngày hôm nay. Vâng, xin chào bạn MC Diện Đàm và chào các cô chú chị và các bạn theo dõi video ngày hôm nay. Xin được chào anh Đức Trung ạ. Thời điểm cuối năm thì chắc chắn là công việc cũng khá là bận rộn đúng không anh? Đúng rồi. Tuy nhiên thì là cũng là một trong những chủ đề mà em nghĩ rằng là rất là nhiều quý vị và các bạn quan tâm. Nên là rất là mong rằng anh sẽ cùng đi tìm kiếm những cái lời giải đáp cho những cái vấn đề trong ngày hôm nay ạ. Rồi, hoàn toàn nhất trí. Vâng, thì chúng ta cũng biết rằng là cái công việc đó là liên quan đến cải tạo mộ phần, cát táng, cải táng mồ mả này rất là quan trọng. Bởi vì là dân gian thì có câu đó là nhất mộ nhì phòng tam bát tự. Chắc chắn là anh Đức Trung cũng từng nghe rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Để chỉ rằng là cái việc chúng ta quan tâm đến âm phần nó cực kỳ quan trọng để giúp cho cái đời sống của mọi người ở trên dương gian nó thuận lợi hơn. Thế thì anh cảm thấy là cái thời điểm nào thì mọi người nên tu tạo cũng như là sửa chữa hay là dịch chuyển cái mộ phần ạ? Cái việc mà liên quan đến cái cát táng, cải táng liên quan đến âm phần mồ mả, nó là một trong những cái phần liên quan đến thế mạnh kiến thức của phong thủy Tam Nguyên. Bởi vì như các quý vị các bạn biết rằng là chúng tôi hay chia sẻ nhiều liên quan đến phong thủy dương cơ và các cái kiến thức liên quan đến kiến trúc xây dựng. Tuy nhiên các quý vị cũng có thể chưa biết rằng là Tam Hợp Phái là một trong những trường phái rất lớn, đại môn phái nghiên cứu về âm phần và mồ mả. Đặc biệt là các quý vị nhân đây các quý vị cũng muốn tìm hiểu thêm về các kiến thức liên quan đến âm phần như thế này thì các quý vị cũng có thể đọc thêm cuốn Địa Lý Ngũ Quyết, là một trong những cuốn mà có cái kiến thức rất là uyên thâm liên quan đến các cái nguyên tắc liên quan đến việc phong thủy âm phần như thế nào. Thì đối với thời điểm cuối năm thì là thời điểm mà các quý vị dành nhiều thời gian quan tâm đến cái việc cát táng, cải táng cho những ngôi mộ của những người thân trong dòng họ, trong dòng tộc, trong gia đình của mình. Thì đây cũng là thời điểm hợp lý, bởi vì đây là thời điểm mà quý vị sẽ có thể tổng kết một cái năm mà chúng ta hoạt động, một cái năm mà chúng ta làm việc bận rộn bao nhiêu, thì cuối năm chúng ta nhớ về tổ tiên. Đấy là cái điều mà chúng ta sắp xếp liên quan đến thời gian vật lý của mỗi người. Cái điều thứ hai nữa liên quan đến yếu tố về phong thủy thì chúng ta xét trên yếu tố về tiết khí. Thì thời điểm cuối năm là thời điểm tiết đông chí, rồi là đại hàn, tiểu hàn. Thì đây là thời điểm mà âm nó thịnh. Do vậy rằng là yếu tố về âm thịnh là cái thời điểm hợp lý để chúng ta thực hiện những cái công việc liên quan đến âm phần, do cái việc cải táng, cắt táng những ngôi mộ, tức là việc chúng ta cắt táng những cái ngôi mộ sau quá trình 3 năm, 5 năm, 10 năm là chúng ta chôn cất, và bây giờ chúng ta tiến hành là sang cát để chuyển cái ngôi mộ đó về một cái vị trí mới, và từ đấy về sau nó được ổn định và hài hòa. Hay là những ngôi mộ mà có cái sự sụt lún hoặc là cái quá trình mà chúng ta cảm thấy là muốn cải tạo cho nó đẹp và nó khang trang hơn, cũng đây là thời điểm hợp lý. Tuy nhiên mà nói thì cái yếu tố tiết khí như vậy nó là nói chung thôi. Còn cái việc tùy từng cái ngôi mộ nó có thực hiện được cái việc cải táng này hay không, hay là cái việc mà chúng ta muốn cát táng một cái ngôi mộ mới, thì cái việc phân kim lập hướng như thế nào lại vô cùng quan trọng. Gác qua những cái việc mà chuyên sâu về yếu tố về phân kim lập hướng đối với từng cụ thể của ngôi mộ khí đất trạch đất, thì chúng ta vẫn nói trên yếu tố về thiên khí trước đã. Về ví dụ như là cải táng, cát táng, cải táng tức là cải tạo một cái ngôi mộ đã, thì cái việc mà một ngôi mộ có được cải tạo được hay không thì phong thủy nguyên cái yếu tố mà đơn giản nhất mà các quý vị nhờ đến phong thủy nguyên đó là xem năm tháng hay giờ. Xem năm tháng hay giờ thì cái yếu tố mà muốn có cải tạo được ngôi mộ đấy không, tức là tu tạo sửa chữa lại hoặc là xây cất lại cho nó khang trang, thì vẫn phải dựa trên yếu tố tọa hướng ngôi mộ rất là tiên quyết. Nó cũng giống như những nguyên tắc quan trọng trong cái việc xây dựng dương cơ, thì những cái thần sát lớn mà chúng ta tuyệt đối không nên động phải liên quan đến việc động thổ đất đai, đó là hướng mà phạm phải ngũ hoàng, thái tuế và tam sát chẳng hạn, là ba yếu tố đây là tiên quyết là chúng ta không nên phạm phải. Tức là những ngôi mộ mà có hướng thái tuế, hoặc những ngôi mộ mà có hướng mà ngũ hoàng, hoặc những ngôi mộ mà tọa vào tam sát,
là tuyệt đối chúng ta không nên cải tạo hoặc là xây cất tu sửa trong cái năm mà nó bị phạm như vậy. Còn cái việc mà cát táng, tức là chúng ta sang cát và xây dựng lên một cái ngôi huyệt mới, thì cái việc phân kim lập hướng thì chắc chắn người ta phải tránh cái yếu tố này rồi. Thì các quý vị cũng có thể là tìm hiểu thêm những kiến thức liên quan đến âm phần ở trong cái cuốn sách Địa Lý Ngũ Quyết. Thì trong đấy thì có một khẩu quyết rất lớn ở ngoài bìa cuốn sách luôn, đó là 3 năm tầm long và 10 năm điểm mệnh. Người ta phân tích về những cái yếu tố tiên quyết trong cái việc ứng dụng phong thủy trong âm phần, về long, nguyệt, sa, thủy, hướng là những cái mà các quý vị cần phải nắm được. Còn lại thì đơn giản nôm na về cái việc mà muốn cải táng cát táng thì vẫn phải dựa trên yếu tố về thiên khí, địa khí rất là nhiều. Rồi là về cái yếu tố về năm sinh của người mất, rồi là năm sinh âm lịch của các đinh mà tính từ người mất đó, để lựa chọn ra được cái năm tháng ngày giờ cát vượng thực hiện cái việc cát táng cải táng này. Mà thực tế thì nên có cái sự tư vấn trực tiếp, khảo sát từ phía chuyên gia. Như vậy thì thông qua lời chia sẻ vừa rồi thì sẽ Đàm thấy rằng để mà chọn được cái thời điểm thích hợp, nó cũng cần kết hợp giữa nhiều cái yếu tố với nhau, đúng không ạ? Rất là nhiều. Liên quan đến tiết khí, thời khí, vận khí này, liên quan đến chính cái tình trạng của cái ngôi mộ đó, cái mộ phần đó là có cần thiết để chúng ta sửa chữa hay không này. Tiếp theo thì còn liên quan đến trực tiếp những gọi là mộ phần đó nó như thế nào, năm sinh của những người như thế. Thì là để mà có thể tìm được câu trả lời chính xác nhất thì cách tốt nhất là quý vị và các bạn hãy tìm kiếm cái sự giúp đỡ cũng như là tham khảo từ một vài những đơn vị tư vấn, và có thể gọi về cho chúng tôi qua đường hotline, đó là 1900 2292, để chúng ta chọn ra được một cái thời điểm thích hợp trước khi mà chúng ta quan tâm đến những cái yếu tố đằng sau, đúng không ạ? Cái yếu tố quan trọng nữa trong cái việc đó là các quý vị liên quan đến việc cát táng, tức là sang cát trong ngôi mộ mới. Cái điều này rất nhiều gia chủ quan tâm bằng cái việc đó là khi mà thường là các quý vị thường quan tâm rất là xa, tính toán rất là xa, thậm chí vài năm. Tức là cái việc mà chúng ta tìm đất, tìm huyệt trước để mà sau này thì có thể là di cái cát táng, di chuyển ngôi mộ về. Hoặc là thậm chí họ lo cho bản thân họ và lo cho các cụ trong gia đình cơ. Tức là sau này em muốn là đưa các cụ nhà em về đây, rồi là ông bà khi mà quy tiên về với tổ tiên thì cũng sẽ đưa các cụ về đây, rồi là thậm chí là lo cho chính bản thân họ nữa. Rằng là em rồi là cũng có thể là tìm trước cái việc này là lo cho hậu sự, điều này hoàn toàn hợp lý, không vấn đề gì cả. Ngày xưa vua chúa người ta đã phải lo rất xa rồi. Thì cái việc mà tìm huyệt, tức là tìm những cái trạch đất tốt, tìm những cái khu vực mà đất nó vượng khí để mà an vị những cái ngôi mộ đó về, thì cái đây là một trong những cái bước quan trọng mà người thầy phong thủy và người thầy địa lý mà cần phải thực hiện. Thì cái quá trình mà phong thủy nguyên ứng dụng mà có áp dụng cũng như là tư vấn cho gia chủ, nó thường nó sẽ trải qua 4 cái giai đoạn quan trọng. Cái giai đoạn đầu tiên nào? Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn mà một người thầy cần phải về để khảo sát cái huyệt khí, tức cái địa trạch thực tế của cái khu vực đó, để xem các cái yếu tố về sa sơn, huyệt, thủy, hướng, mọi thứ nó có được đắc lợi hay không, để chốt cái huyệt đó nó có phải nơi mà cát táng cho những cái phần mộ về đấy hay không. Nếu mà nó tốt hoặc ít nhất là không bị hung thì chúng ta còn sử dụng được, còn nếu nó hung thì chúng ta thì không chúng nên ta không. Đúng rồi, qua luôn. Nhất mộ nhì phòng tam bát tự mà. Người ta nói là sống về mồ về mả chứ đâu có phải là sống về những điều ở trên này. Do vậy là cái yếu tố mà âm phần mồ mả tương phù cho dương cơ nó cũng rất là quan trọng. Thông qua gen sinh học, cái điều này là thầy Tam Nguyên cũng đã nói nhiều lần rồi. Thông qua việc gen sinh học thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải tìm được cái trạch đất nó tốt, huyệt khí nó vượng để chúng ta an vị về. Thì thường là tìm cái việc này nó cũng khá khó. Đến bây giờ là đất đồng bằng rồi thì tìm mới càng khó. Đất diện tích càng ngày càng eo hẹp, đúng không ạ? Eo hẹp, với lại là đất ở vùng đồng bằng thì tìm hầu hết nó khó hơn. Nhưng ít nhất là tránh được những cái sát khí là điều quan trọng rồi. Thì cái việc này là người thầy phong thủy, tức là phong thủy sư thầy Tam Nguyên và các thầy trong hiệp hội phong thủy thì thường vẫn có những cái buổi đi tầm long, tìm huyệt để mà có thêm những cái kiến thức chia sẻ cho các quý vị, ngoài ra ứng dụng thực tế cho các gia chủ. Thì cái bước đầu tiên rất là quan trọng, phải tìm huyệt trước đã, và cũng phải hên xui, nếu mà may mắn thì tìm được luôn. Về khảo sát mà nếu như nó tốt, nó vượng hoặc ít nhất là không hung thì có thể lựa chọn được rồi, còn nếu không thì lại đi về đã và hẹn lịch tiếp theo để mà tiến hành khảo sát cái trạch đất tiếp theo. Khi mà đã tìm ra được một cái huyệt nó vượng rồi thì chúng ta mới sang được bước tiếp theo, đó là lựa chọn cái năm tháng ngày giờ tốt để mà khởi công đào huyệt. Cái việc này liên quan đến động thổ nha, thì lại có những cái phần nghi thức nghi lễ liên quan đến thực hiện cái việc động thổ đào huyệt. Đấy, sau khi động thổ đào huyệt xong rồi thì chúng ta lại định cái ngày thứ 3 là cái ngày tiếp theo, đó cái ngày liên quan đến hạ huyệt. Tới lúc này là
tiến hành là thực hiện ở hai nơi, nơi cũ và nơi mới. Nơi cũ là cái nơi mà chúng ta khởi công đào cái ngôi mộ lên và tiến hành là thực hiện các nghi thức liên quan đến việc là làm tiểu làm quách, rồi sau đó thì di sang cái ngôi mộ mới vào cái ngày đó, tức là cái ngày mà chúng ta an vị cái huyệt quách xuống cái huyệt mà chúng ta đào từ ngày lần trước. Sau khi mà xong cái đó rồi thì chúng ta mới thực hiện cái bước tiếp theo, đó là lễ tạ, lễ tạ âm và lễ tạ dương, tức là tạ ngoài mộ và tạ ở cái ngôi nhà của gia chủ. Nó cần thông qua bốn bước đó. Và thường những cái việc này thì cần phải có cái chuyên gia để mà thực hiện. Nghe thì cũng rất là rắc rối rồi. Đúng rồi. Cần phải có chuyên gia mà song hành cùng với gia chủ để thực hiện. Chứ một mình gia chủ thì cũng khó làm. Thế thì nhân tiện đây thì cho Diện Đàm hỏi luôn là tại Phong Thủy Tam Nguyên hiện tại thì không biết là có dịch vụ nào để hỗ trợ cho quý gia chủ trong cái việc là sang cát mộ phần hay là tu tạo sửa chữa mộ phần này không ạ? Các cái phần nghi thức như này thì như Đức Chúng nói là cần có sự tư vấn và hướng dẫn trực tiếp từ phía các chuyên gia. Thì những cái sự kiện như thế này thì thường là thầy Tam Nguyên cùng với các thầy ở trong các mệnh sư ở trong Hiệp hội Phong thủy Diệp Thế giới Phong thủy Việt Nam, hoặc là các mệnh sư trong Viện Nghiên cứu Bảo tồn Phát triển các bộ môn Văn hóa Phương Đông. Như vậy là sẽ trực tiếp về khảo sát và hướng dẫn các gia chủ về thực hiện. Thì việc này nó cũng khá là vất vả bởi vì làm đêm hôm mà. Thế thì để mà có thể nhờ được cái sự hỗ trợ và tư vấn từ thầy Phong thủy Tam Nguyên cũng như là các đơn vị khác, thầy sư khác thì chúng ta nên cung cấp những cái thông tin như thế nào ạ để mà cái công việc được diễn ra một cách thuận lợi nhất ạ? Cái đầu tiên là cung cấp liên quan đến việc thông tin thì nếu như các quý vị đơn giản dừng lại cái việc cần chúng tôi tư vấn liên quan đến cái năm tháng ngày giờ thì cái việc mà cung cấp thông tin quan trọng nhất đó là cái việc tọa hướng ngôi mộ. Đấy, liên quan đến cái tọa hướng ngôi mộ và năm sinh của người mất này, và năm sinh của các đinh, tức là các con trai, các con trai cháu trai tính từ cái trục là người mất đó theo gia phả đi xuống, các đinh sẽ như nào. Thì căn cứ vào đấy thì bắt đầu mới có thể là tiến hành là xem được cái năm tháng ngày giờ, hoặc là đầu tiên phải chốt để xem là với tọa hướng ngôi mộ như thế thì có triển khai là các tăng cải táng trong năm 2020-2021 được hay không, hay các năm khác được hay không. Nếu mà được thì mới làm thì mới lựa chọn năm tháng ngày giờ. Còn nếu mà chi tiết hơn liên quan đến việc bây giờ là chọn đất đã thì nó phải theo đúng cái trình tự bốn bước như vậy. Đầu tiên là chọn đất chọn huyệt, cái bước này đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Do vậy về chọn đất huyệt mà tốt thì các bước sau mới triển khai được. Còn nếu không thì hên xui phải mất vài lần để mới chọn được một cái cuộc đất, một cái huyệt nó đẹp thì mới thực hiện các bước tiếp theo được. Như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là hoàn toàn có thể được cái sự tư vấn và giúp đỡ đó. Và để mà chính xác nhất thì có lẽ là không còn cách nào khác, quý vị nên gọi là nhờ trực tiếp đến cái sự tư vấn đó từ đơn vị Phong Thủy Tam Nguyên ạ. Thì có một vài những cách như là quý vị có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới phần bình luận của video ngày hôm nay, hay là có thể gọi trực tiếp về hotline của chúng tôi là 1900 2292 để mà có thể cung cấp những cái thông tin vừa rồi giống như là anh Đức Trung nói, và được cái sự tư vấn hỗ trợ cụ thể và chính xác nhất ạ, để mà chúng ta tiến hành cái công tác gọi là cải tạo mộ phần cho tổ tiên ông bà diễn ra thuận lợi, để giúp cho cuộc sống trên dương cơ của mình thuận lợi và bình an hơn. Thì nhân tiện đây thì tôi cũng muốn nhắc qua một chút về một vài những cái thông tin quan trọng của Phong Thủy Tam Nguyên. Đó là sắp tới đây thì thầy Phong Thủy Tam Nguyên có mở một cái khóa học gọi là Kích Tài Lộc của năm 2021. Tại đây thì thầy cũng đưa ra một vài những cái thông tin cũng như là kiến thức để mà quý vị và các bạn có thể dựa vào để mình tự ứng dụng vào trong cái việc học tập phong thủy cũng như là trong cái đời sống của mình, từ những cái công việc nhỏ nhất như là xây dựng nhà cửa, hay là nên bố trí cũng như là sắp xếp căn nhà như thế nào. Và trong đó thì chắc chắn là cũng sẽ có liên quan đến cái yếu tố gọi là âm phần ạ. Thì cái khóa học này cũng sẽ được tư vấn nếu như mà quý vị và các bạn liên hệ về cho Phong Thủy Tam Nguyên. Có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại trong một chủ đề khác ạ. Ok, và dĩ nhiên là các quý vị và các bạn nên có những cái trang bị những cái kiến thức cho mình nếu như yêu thích bộ môn này, bằng cách là có thể tham gia khóa Kích Tài Lộc 2021. Thì tại khóa học này thầy Tam Nguyên cũng sẽ chia sẻ rất nhiều những kiến thức thú vị liên quan đến bộ môn phong thủy để chúng ta ứng dụng thực tế trong cuộc sống và công việc năm 2021 tốt hơn. Và cũng rất mong là gặp lại quý vị tại khóa 2021 và các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.